Hello anh em, để chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình nha. Rồi thì mình rất cảm ơn những anh em đã bình luận và sửa chữa cái sai lầm cho mình trong cái clip trước. Thì clip đó mình sẽ ăn đi. Thì trong clip này thì mình sẽ làm lại cho nó chính xác hơn. Thì nói chung cũng rất xin cảm ơn anh em nha. Nói chung thì trong vấn đề mình làm mà có thiếu sót hay là có sai gì anh em cứ để dưới comment cho mình nha. Rồi mình sẽ tìm hiểu cho kỹ lại. Thì nói chung cái clip vừa rồi thì mình làm còn hơi khá không không có chi tiết. Thì bây giờ mình sẽ làm lại chi tiết hơn về cái vấn đề mà tăng cấp cái nghệ nhân khai thác từ tới level 30 nha anh em. Rồi. Thì ở trong cái mạng Đà La đây á, ở trong cái kỹ thuật khai thác đây á, mà bây giờ anh em muốn nâng lên cái level 30 đổ lên á, thì anh em phải kích lên được cái mà ăn sụn của thợ mỏ đây, cái quẩy thứ hai đây ở ngoài vòng đây. Thì cũng có một số anh em nói mình là bây giờ có hai hướng đi, không nhất thiết phải mua cái đá xoay thì ok được, chứ không phải là không được. Thì bây giờ anh em muốn chơi kiểu này thì anh em nâng đường này lên đi đó. Anh em sẽ nâng từ đỏ, anh em nâng lên, anh em bỏ ngọc ra, anh em nâng đường này lên đó, ra đây nó tỉa nhánh. Còn thì đường này thì bây giờ anh em cái xác suất thành công của nó là còn 25% thôi. Nếu mà anh em bỏ này luôn thì chắc nó cao hơn xíu. Thì nói chung nếu mà anh em có ngọc thì ok, anh em không thích bỏ 2.000 vàng để anh em mua cái la bàn á thì anh em có thể nâng theo đường này đó, anh em nâng tới đây này cho nó mở ra cái này lên là anh em nâng qua. Thì còn cái thứ hai á, cái phương án thứ hai á là anh em bỏ 2.000 vàng để anh em vô trong shop anh em mua cái la bàn đây, la bàn vận mệnh này anh em. Thì ở cái la bàn vận mệnh này thì khi mà anh em mua rồi á thì anh em sẽ sử dụng nó, anh em xoay cái mạng Đà La đi. Thì bây giờ anh em đang ở cái hướng màu xanh đây đúng không? Thì khi anh em kích được cái này thì nó có một cái đường thẳng xuống này anh em, thì nó sẽ qua tới cái vòng thứ hai rồi. Thì tùy đó bây giờ anh em quay đó. Thì bây giờ nếu như cái màu xanh của mình nó đã quay lên tới đây mà nó nối được với cái đây rồi này anh em, đó nó nối được với cái đây rồi á, thì anh em chọn áp dụng thôi. Rồi thì tiếp tục là khi nó nối xong rồi thì anh em nâng cái đây chấm đây rồi lên chấm đây, chấm đây, chấm đây là bốn chấm nha anh em. 4 chấm thì ở đây là cái này là 30, 30 là 60, 150 là 201, 201 với cái này 300 nữa là 501 anh em. Lên tới cái này là 501 nha. Thì nói chung trong tỷ lệ phần là trăm thì cái đây 4 chấm thì chắc cũng còn cỡ trên 50% anh em, là anh em kích hoạt. Rồi thì mình xin nhắc lại cho anh em thêm một lần nữa nha, là anh em phải mở khóa cái quẻ vòng 2 này ăn sụn của thợ mỏ nha anh em, là tăng xác suất khai thác thành đại thành công khi thành công là 0,2% đó. Anh em phải kích hoạt lên được cái này. Thì nếu mà như trong đây thì cái vòng màu xanh này nó sẽ nằm ở bên đây nha anh em. Thì nói chung ở đây thì anh em có hai hướng quay thôi, một thì anh em sẽ quay cái trong, hai anh em sẽ quay cái ngoài, thì tùy chỗ anh em thích anh em quay cái ngoài cho nó về đó, anh em quay cái ngoài để cho nó về đây cũng được, còn không thì anh em quay cái trong cho nó quay lên cũng được. Thì cái đó là tùy vào anh em. Rồi thì chi phí nếu mà như anh em không thất bại á thì 30, 30 đây là 300 đúng không, 300, 150 là 450, 500 mấy, 501. Thì nếu mà như cho anh em tính dư ra thì cỡ K, hơn K đi, cỡ đó đi. Nếu mà xui xui ví dụ đập mít lần hai cái, ví dụ cái này mít cái này mít cái nữa thì đâu đó nằm cỡ đó. Rồi thì nói chung một lần nữa mình cũng xin cảm ơn anh em. Nói chung đối với mình làm về mấy cái này á, thì cái vấn đề mà mình sai sót hay là mình làm không đúng thì đó là mình phải chấp nhận. Rồi thì có những anh em mà vô bình luận mà anh em vô bình luận và anh em chỉ ra cho mình cái sai thì ok, mình rất cảm ơn nha. Rồi thì nếu mà anh em đã thích thì đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi nếu mà có bất cứ ý kiến hay là thắc mắc gì thì anh em có thể để dưới phần bình luận cho mình. Rồi thì mình sẽ trong những clip tiếp theo thì trước khi làm mình sẽ xem xét cho thật kỹ nha anh em. Rồi thì mình cũng xin hẹn gặp lại anh em ở những clip sau nha.